chứ mấy này đâu có bắt đâu. Cái gì mà sao nó điện nhiều giống mấy nhiêu 300 mấy phải không? Cái gì mà dưới cái này trời, thì bởi vậy sao tự nhiên tháng này điện quá trời điện. Sao cơ anh? À, rồi chắc... ông biết rồi. Mày nói đâu? Là nó nhộn nhiều. Hôm kia nửa đêm nó cứ nó làm hoài ra đảo nó một cây nó mới đến nó con nào cũng giờ cũng quậy hết. Tự nhiên nó đau vậy nè. Đâu có làm gì đâu, đang ngồi giảng ngon lành giảng xong nó đau lên. Hả? Không phải nó chắc nó giống như là lạnh á. Bây giờ nãy Hà Tị không có bắt máy. Tính là nó ai ngờ đâu tự nhiên nó xuống lạnh, sao năm nay khí hậu gì kỳ vậy ta? Nó đang nóng nó xuống lạnh, nó xuống lạnh khiếp luôn. Kiếp 20 độ. Ừ. Hôm qua 70, hôm nay 50. Xuống nó đang đang muốn bệnh luôn. Đang nóng nó xuống lạnh, nó xuống bệnh năm nay khí hậu nhiều quá, khí hậu khí hậu khí hậu gọi là khí hậu khùng đó. Khủng khiếp này. Lần này mà muốn đầu hàng. Sẽ lên cao như vậy. Lần đầu tiên con thấy cao như vậy. Còn thay à? Rồi tại vì không còn xài ga. À phải nấu nhiều. Không thì mà nấu đâu có nhiều đâu, hôm nay nấu nấu quá chừng chừng lại nấu cho hết đệ tử này đệ tử nọ để nấu quá. Không nói vậy nó không đúng nữa. Năm nay không có nấu gì hết trơn, năm rồi tôi gửi đồ ăn đi thùng thùng rồi, năm nay có nấu gì đâu, nấu cho đệ tử này đệ tử nọ đâu. Nó có chút rồi nó không bằng, nó thật sự đó. Năm nay là tôi làm không bằng 1/10 làm thức ăn bằng năm rồi nữa. Ông nói năm rồi đi chợ liên tục và bà mấy bà chở đi chợ liên tục mà. Nhưng mà có thể là tại vì cái xài hết rồi xài mà hết trong này không có xài là xài mấy chú ngoài đó thôi cả. Với hởm điện nặng bắn ốc bắn đinh nè. Vâng, thì cũng xài làm cho nó mới nhiều. Cũng phần đó nữa thôi. Lấy hồi lấy cái cây đập nó, lấy cái chày đâm tiêu đập nó ngay đây. Bởi vì nó đau cái đó, đó. Cái đó, cái thấy nó đau chứ nó đau đi. Chứ thầy có thuốc nhức mỏi á, thầy muốn uống không? Thôi thuốc không có thiếu gì hết trơn các bà, uống ra là không phải cái này đâu, phải tôi nhức đâu. Cái này là giống như tự nhiên nó đang nóng mà nó xuống lạnh. Nó xuống lạnh cái cơ nó gom lại nè. Kỳ cục cái với tự nhiên đang ấm áp ngon lành vậy nó xuống cái dục cái lạnh. Chứ không thấy có bao giờ tôi trong nhà tôi mặc áo này đâu. Nó xuống lạnh. Hôm nay cái hậu nó kỳ cục quá. Mà thầy chịu lạnh chứ. Con nói thật là con tính thầy thích chịu lạnh. Thầy thích chịu lạnh. Chứ còn mà nóng mà thầy bực mình lắm. 50-60 rồi này phần vừa đó. Thoải mái. Mà tự nhiên nó xuống còn 4 mấy rồi nó xuống từ từ. Giờ tới chiều nó xuống luôn mà. Ngày mai cũng lạnh. Ngày mai cũng lạnh lắm cái này. Không uống cái này nhiều có tiêm sen. Dạ, xin tiêm sen cấp trà. Tối vợ chồng chú Thường Căng tới lấy tiêm sen ra phải uống. Nè, cái này là lấy trong băng ngạn cái này. Nha. Dạ. Trong băng này có tiền không? Bây giờ bỏ vô. Bỏ vô bao nhiêu? Bây giờ bởi vì nó 10 mấy tay nó lấy thì không biết trời. 10 tay. 10 tay thì giờ phải bỏ vô để nó thiếu. Cái chết này là chết bỏ vô hội nè. Đó. Mà bố làm giấy khai thuế cho người ta. Chết là bỏ nhà băng đằng này. Yeah. Hai cái này bỏ nhà băng đằng này nó đủ cái tiền. Yeah. Làm hai cái cho đủ ba đủ tiền điện đó. Cái này bỏ cho hội để 200, đợi 220 là 440 nha. Đợi trung 440 con lại có cái chi phiếu mà cái tiền ga của thầy nó trả lại đó. Thầy nhớ. Dạ. Yeah. Còn bỏ chưa thầy có 20 mấy đồng mà thầy nhớ không? Vâng. Thì con bỏ luôn cho thầy. Vâng, bỏ luôn. Dạ, con bỏ luôn, tại vì nó tiện cho con hơn. À, cái ngày nào mà đừng nhắc vô tiền ta. Là ngày nào cũng tiền. Mạnh ngày xưa đặt cái ông ăn á. Cái phát tiền chứ còn ngày ăn luôn là nhắc tiền không mà thầy ơi, kinh lắm. Ở Mỹ thì sáng giảng tôi bực mình hết sức. Dạ. Nghĩ mấy Phật tử chuyển tiền về Việt Nam. Vụ mà từ thiện. Dạ. Không đưa giấy này tôi chi. Cái giấy này, cái receipt nó lại. Cái tên nó thiếu có chữ điểm thôi mà nó không cho nhận. Dạ. Đúng rồi này. Ở Việt Nam á. Dạ. Mà bên đây ta ghi đàng hoàng, ta cho cái mã số thì bển ra ngân hàng nhận thôi. Ở Mỹ nó xài có 2 tên chứ làm gì có 3 tên như tôi bên đây. Đức Phan là chứ đâu quan trọng cái chữ Minh đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với Việt Nam nó cần phận vậy đó.
Nó cần... thầy không biết con trời thầy cười mà thầy không biết hả? Thầy biết nhưng mà đâu nghĩ là nó, tôi nghe nói là Việt Nam giờ nó văn minh độc độ rồi mình tưởng đâu nó là chuẩn bị rồi nó gồm thâu lục quát nghe nghe mấy ông cõi trên nó nói là Việt Nam là số 1 rồi coi như là sau này vua về ngự tại núi Tà Lơn Sóc Sơn thì tôi tưởng nó văn minh lẹ rồi mới vượt vượt vua ngự được chúa thánh rồi về ông nội có cái chữ thôi mà làm rối cho người ta rồi bây giờ bên đây phải đi ra qua mạng á. Rồi hiệu đứng trở lại thêm cái chữ lót. Chữ lót, ví dụ như tôi là thấy có chữ Minh ở giữa vậy đó. Lâu lắm rồi thầy. Nhất là Western Union nó gửi đó. Thầy mà không có tên họ thôi. Nó không có tên đệm, nó đã có chuyện. Nó bảo tôi đi về đi, làm lại đi. Kinh khủng vậy. Làm cho rối người ta vậy nó... mà trong người ta có cái mật số rồi thầy ạ. Thì đó, nó có cái mật số thứ rồi. Gì mà nó ngu si mà nó ngu nó ngu dài thời gian nó kéo giống như hồi đó tôi kể đó, cái ông già đó ông đi làm giấy chứng minh nhân dân tội ông đi làm giấy khi ông ghi cái năm sinh thôi, ví dụ ông để là năm sinh năm 1917 thì cái nói bác cảm thông bác phải cho ngày sinh thánh đẻ bác ạ. Nó giờ tôi nhớ hồi xưa bà già tôi, bà che rồi bà đẻ tôi ra rồi bà chết sớm rồi bà nói là bà đẻ tôi cuối tháng 2. Cô muốn ghi ngày nào cô ghi. Cái nói vậy bác là cô bác thích ngày nào, ông nói muốn ghi ngày nào ghi. Cái nói thôi thì tháng nó thì có tháng có 31, có tháng không có 31 thôi cháu ghi cho bác là 30 tháng 2 nhé. Tháng 2 mình có 30. Thì bởi vậy, nó làm cái giấy cho ông là mình sinh ngày 30 tháng 2 năm 1917. Tới thì cũng làm giấy, có giấy xong đi qua làm việc cái công việc khác. Cái nó trà thế giới này đó, giờ không có ngày 30 tháng 2. Ông đấy, cái cô cán bộ kia cô làm đấy. Trời có ông ơi, có những nó ngu dữ lắm ngu. Ông nhớ nó vô làm việc là đa phần cái thứ ngục nó mới vô nó làm thư ký thủ quỹ không đó. Thứ thông minh đâu có ngồi văn phòng. Việt Nam bây giờ đã khổ vậy đó. Nó bởi tôi nói cái nó tôi phản động à. Phản động quá đi chứ. Tại đâu cái số người ta thì không phải phản động là cái gì. Người ta trên đỉnh cao trí tuệ. Mà phản động lắm trên sống mà. Nó mà gửi tiền ngày hôm qua thôi đó mà nó làm rối cho mình rồi nửa đêm. Nửa đêm rối cho mình là vì bên kia thì bên Việt Nam bắt ngại. Nó lại không được. Mà bắt đêm đây bắt đêm làm sao mà đi một túc được. Để nó gọi lại. Thì bên rối là tới chừng bên đây là 11 giờ đêm là sao mình dám gọi cho cái lịch sự ở Mỹ 19 giờ trở lên thì đâu có gọi, 9 giờ trên là đâu có gọi ai. Giờ là 11 giờ gọi ai mà có gọi cũng đâu có làm gì được. Thôi ngủ được thì tới sáng thì tính. Sáng là đang giảng rồi cô mới hỏi chứ là thầy mấy em bên Việt Nam mới nhận được chưa. Rồi tôi mới là lỡ đang giảng, tôi cũng may là tôi giảng cái máy desktop. Cái tôi mới lấy cái điện thoại tôi cúp hợp đi cái tin nó nhắn đó. Tôi liền qua cổ liền, cổ đi bộ tốt liền. Thì bây giờ ngược lại bộ tốt xong thì giờ Việt Nam tối rồi sao mà lạnh. Tại nạn nhưng mà thôi, rõ ràng như vậy thì một lần kinh nghiệm nữa này. Chứ Việt Nam nó cẩn thận lắm. Đợi được không? Nó làm cẩn thận như vậy rồi mày có đi chuyện của mày chứ cũng lãnh không mày bảo. Đó. Thời gian nó mà đi tới đi lui để thì giờ chứ bực này nhưng mà làm cho đó dân nghèo nước yếu mà làm cho dân tàn nước sụp luôn à. Mà lúc nào nó đẩy mới công nghiệp quá hiện đại quá đất nước làm cho tiến lên cùng các nước trên xã hội trên gì sinh thương trường thế giới. Phải tôi nói thì tôi ám ảnh không phải mình không biết. Mình là dân tộc Việt Nam, mình là trung gian các nước Việt Nam thì làm sao mình nói xấu dân tộc, mình nói xấu quê hương đất nước thì mình là cái thứ gì. Nhưng mà ý tôi nói đó. Bây giờ hiện tại đừng kẹt đó. Thuốc hết hạn, thuốc trích ngừa đó. Hết hạn rồi, nó bảo ok gia hạn thêm 3 tháng nữa. Để thầy đi trích ngừa. Mà trích ngừa cho ai? Trích ngừa cho con nít. Quên nó nói trích ngừa, nãy Trung mới gọi, nó để họ ông lại, để họ tôi lấy điện thoại gọi ông đó. Nó bảo tôi chết thì thuốc gì đó là thầy làm sao đặng nó ghi danh rồi ông mới chở tôi đó chết đặng cho tới cái ngày tụi nó xuống nó đi về nó chở chết là thứ hai để thuốc dơ gì đó Pfizer rồi ông hiểu rồi ha. Dạ thì ông nói thầy chích cái mũi đầu tiên là chích không thầy không chịu chích có mực mũi bôn lên nào. Tính thôi chứ tình hình vậy nó nói thôi thầy ráng cho thầy không có thì sao đâu. Nói thầy rồi mà. Nhưng mà thôi được rồi được mà hàng một cái kia cũng được rồi chích cái gì cũng được hết. Nhưng mà con nói con đưa thầy cái tờ giấy đó chích ngừa đó. Thầy giữ đó nha.
Vâng. Mà thì đứa đó thì giờ con lại đưa thầy ra kết giờ nắng được, thầy thích đi giờ nào con đưa thầy đi giờ đó. Ủa vậy là khỏi ghi danh hả? Không ghi danh đâu, vậy tối con không ghi danh gì cả. Ờ vậy để hồi nào nói nó khỏi nhớ cái, ông nhớ tên đó nghe, ông còn nói đúng rồi đó. Con nhớ chứ, con nhớ. Không ý là cái tên đó nó làm. Con chứ con biết là thầy chứ cái gì mà trong cái tờ giấy của thầy nó đầy luôn. Không em nó làm trong bệnh viện nó là chết cái loại thuốc đó đó vậy không, đó. Đầy ông nó cho cả con nít chết cái thuốc đó rồi. Đấy, nhưng mà có điều con nói thầy nó mà sức nhất cái đỡ rồi. Cho này bây giờ tính thôi chứ ai do này ai ngờ ai ngờ dịch bệnh tràn lan rồi thôi chích nữa chứ đâu có tính đâu đi đâu thầy có thâu không? Có đơn thâu à ôi còn 107 nữa đâu có dám đi đâu đâu giờ nó sống kỳ cái tiểu bang nào đó mà không chết á chết 6 lần nhiều hơn cái tiểu bang chết cả nước Mỹ này. Tại vì có những người ta tự do người ta không muốn chết, người ta không chịu chết, người ta phản đối chết, chết 6 lần nhiều hơn. Thằng kia chết lần mày chết 6 lần. Mà mấy người mà chống đối nhiều nhất là chết trước. Khổ vậy đấy chứ này. Đâu tôi thấy thấy bây giờ sao? Sao bây giờ làm cho cái thời kỳ mà sao con người nó không ra con người. Nhìn là mấy cái thằng mà đang đấu đá hôm nay dù hình không nói tên, không phải mình sợ nó nhưng mà kệ mẹ nó làm ăn mình nói tên nó làm chi, nó nói mình kiếm chuyện đó. Nhìn thấy cái tướng, thằng chết chém, thằng chết trái, thằng chết trung thân chứ đâu có thằng nào mà tướng sang trọng đâu trời. Sao nó làm gì mà mới có hai mấy 30 tuổi, hỉ mũi chưa sạch mà nó triệu triệu đô la nó làm thế ớ, nó làm như nó là lỗ đích của thế giới này, của vũ trụ vậy đó. Thấy mình thấy tôi nhìn kỹ cái tướng tôi nữa, ba thằng này, thằng thì chết trái, thằng chết chém, thằng chết tù trung thân, chứ đâu có thằng nào mà tướng sang trọng đâu. Phải thằng thì tướng Mao Duyên Thọ, còn thằng thì tướng gì đó Hồ Tung Hiến, còn thằng thì cái tướng Mã Giám Sinh, chứ đâu có thằng nào mà tướng Yến Anh, gần như tướng Yến Anh quân sư hồi xưa đó phò tá cho Tề Thiên Vương, rồi nó tướng lùng nhưng mà lùng thông minh. Còn ba thằng này là tướng chết trái, tướng chết chém, tướng chết trung thân, mà sao nó làm gì mà quá trời quá đất. Thì tôi thấy thì cái tôi đó thì câu tôi ráng mà tôi bò thử tôi sống cái mấy này nó vào 10 năm nữa không, thật sự tôi dám cam đoan cái tướng đó đó mình không có ý tại coi tướng được đó hả, tướng đâu có không ông nhìn kỹ coi, không có tướng nào mà tướng mà sang trọng quý phái trên á, tướng chết trái, tướng chết chém, tướng chết trung thân. Mới hai mấy 30 tuổi mà nó làm rần, giờ mở mạng mở máy ra nhảy không nhảy bà cố kia thì nhảy cái này, nó làm nó bực mình trên cái mạng truyền thông, biết nó bực tôi không có coi gì trơn mà tôi thấy vậy đó thiệt. Mà tôi nghe lại tưởng nó hai mấy 30 không à, ông nhớ là 70 chưa gọi là lành, 50 cái kìa mà gia tài ta còn chưa nắm được trong tầm tay, mới có nhiều đó là nó làm rần, nó làm nó là lỗ đích của vũ trụ. Nó thiên tài sao thầy? Thiên tài không có tướng vậy. thiên tài là cỡ tướng Yến Anh quân sư á, cỡ tướng Mao Duyên Thọ của gì đó. Thọ của ai cũng quên rồi, tự nhiên đang nói quên rồi. Mao Duyên Thọ là của ai? Của tích gì quên rồi. Lùng như Mao Duyên Thọ là nói cái tích Chiêu Quân không, Mao Duyên Thọ thời Chiêu Quân á, và cái tướng nó tướng bị chết chém á, còn cái tướng mà thiên tài là cỡ Yến Anh quân sư của trong Tề Thiên Vương Trung Du Diệm á, thì cái tướng đó vậy mới tướng gọi là ngũ đoạn mà kỳ tài, còn cái tướng Mao Duyên Thọ thấy không, nó hại Chiêu Quân á. Rồi cái tướng mà Hồ Tung Hiến, cái tướng Mã Giám Sinh, mấy tướng lùng đó mà nó đâu phải là tướng tài đâu. Cái tướng nó là cái tướng quỷ, ngạ quỷ, súc sanh nó mới đầu thai lên á. Nó phá cho tan tành dân nước, nó hại người ta vậy đó. Nhưng mà thầy nghĩ coi, có phải không? Tất cả đều trong lục đạo hết thầy. Thầy nghĩ những người trong thầy sáu đường. Thầy nhìn cái tướng đó, thầy biết là nó xuất từ đâu ra nữa nè. Mấy thằng này là một thằng tướng chết chém, thằng tướng chết trái, thằng tướng chết trung thân á. Đâu có thằng không có nào.
Mà đâu mà nó ngạ quỷ súc sanh gì mà nó có phước, nó lên nó nắm một số tiền nó làm con. Nhiều người trông giống như súc vật lên ừ, mà cái tướng nó thật sự nó đâu phải cái tướng quý phái sang trọng, mà nó cũng không phải là cái mặt cái thằng nào mà gọi là thông minh tuyệt chủng thiệt chúng sức chúng gì đâu, cỡ Hạng Thác thần đồng hay là cỡ Yến Anh quân sư gì đâu. Cái này nó có cái phước đặc biệt gì đó, nhưng mà thật sự bây giờ mà nói cũng được, cái nó ảo không à, luôn cả cái đoạn YouTube nó cũng ảo, nó làm YouTube nó cũng ảo, rồi tới giờ cái tiền ảo, rồi tới cái tất cả nó ảo, thì cái tinh không ngạ quỷ súc sanh đầu thai lên nó phá nhân loại này là cái gì, rồi giờ tự nhiên nó làm rần rần nó mở mạng ra là thấy mặt, mang ra mở mạng ra là thấy mặt. Nó con không biết đâu ba cái tướng là không có tướng nào mà gọi là tướng quân tử hết trơn á. Tướng toàn là tham lam, là tướng đần độn, nhưng mà nó có phước báo đặc biệt nó, nhưng mà cái phước nó không bền. Tôi nói nó không bền đó, tôi nói một tướng chết chém, tướng chết trái, tướng chết trung thân. Nó không bền. Nó một thời huy hoàng á. Bây giờ nó được huy hoàng đấy. Quý hoàng là chợp tắt thì quý hoàng làm cái gì? Ví dụ cái người giàu có để làm lợi ích cho nhân quần xã hội, cho nhân loại. Còn hỏi ông quý hoàng mà quý hoàng trên cái sự kêu xa bố liếu bố láo vậy, hỏi quý hoàng làm cái gì không? Thầy hôm nay ra nghề đây không? Tôi biết là tôi nói thiệt xã hội nhân loại này. Tôi sợ luôn, thật sự tôi ngao ngán. Riết rồi mình nhìn không đoán được. Tí chứ kênh. Ok rồi đi. Rồi con đi nghe thầy. Nha. Con đi. Con đi hộn về luôn á. Không, con đi gấp về đây chứ.